Giá heo hơi hôm nay mùng 3 tháng 2, thị trường đi ngang, thấp nhất 52.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt đi ngang. Hiện tại, mức giá heo hơi cao nhất khu vực được ghi nhận tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nam là 59.000 đồng kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại được thu mua với giá 58.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 đến 59.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 59.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 58.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 59.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 58.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Theo đó, thương lái tại Quảng trị, Quảng Nam Bình Định và Khánh Hòa đang cùng giao dịch theo hơi với giá 53.000 đồng kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, 57.000 đồng kg là giá thu mua cao nhất đang có mặt tại Thanh Hóa và Nghệ An. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 57.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 56.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 53.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 53.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 53.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 56.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 54.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam chững lại. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đứng yên theo xu hướng chung. Cụ thể, tỉnh Bến Tre đang duy trì giao dịch heo hơi với giá 52.000 đồng kg, cao hơn một giá ở mức 53.000 đồng kg gồm có Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh. Các địa phương còn lại có giá thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 56.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 55.000 đồng mỗi kg. Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 54.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 54.000 đồng kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đứng yên. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 52.000 đến 59.000 đồng kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, nhất là các tỉnh biên giới tây nam chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cảng biển đường sông để ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép động vật sản phẩm động vật giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào việt nam trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật theo trang thành ủy thành phố hồ chí minh